Rất là vui khi ngày hôm nay chúng tôi chào đón bốn chàng trai vô cùng lịch lãm, nam tính và chắc chắn sẽ có một cái đầu óc sáng tạo rất sắc bén trong những lập luận của mình nữa. Và đây là chương trình Truy Tìm Cao Thủ. Yeah. Quý vị thân mến, chắc chắn mọi người đã quá là quen thuộc với khung giờ phát sóng của chương trình đúng không ạ? 19:15 ngày thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sang Vàng thực hiện. Và ngày hôm nay lại là một tuần mới, chắc chắn hứa hẹn rất nhiều điều hấp dẫn. Một lần nữa, chào mừng mọi người đến với Truy Tìm Cao Thủ tuần này. Xin mời! Quý vị thân mến, ngày hôm nay như đã chia sẻ có bốn chàng trai xuất hiện rồi. Bây giờ tuần tự chúng ta làm quen với họ nhé. Đầu tiên xin được giới thiệu một chàng trai đã sử dụng hình ảnh của tôi ra tiệm làm tóc, nói cắt tóc giống anh Minh Xù. Xin được giới thiệu Huỳnh Quý. Em ra một tiệm tóc, em mượn hình ảnh của anh để cắt đầu em. Nhưng mà khi đến với game show anh lại mượn hình ảnh của em để anh bia anh là sao? À không chứ, anh đang tôn vinh em đó chứ. À dạ dạ dạ. Là một cái diện mạo mới khi đến với chương trình này đó em hả? Dạ thì Quỳnh Quý xin chào quý vị khán giả và những bạn chơi ngày hôm nay lần thứ hai trở lại đây với diện mạo mới này. Hy vọng là sẽ đủ cái tư duy, đủ sự suy luận để truy tìm được cao thủ của ngày hôm nay. Người chơi tiếp theo xin được giới thiệu diễn viên Nguyễn Anh Tú. Xin chào anh Minh Sầu. Chào em. Xin chào tất cả các bạn cùng chơi. Những lần trước thì anh Tú sôi động lắm. Để vui hơn cho chương trình, nhưng ngày hôm nay đã có sự góp mặt của tất cả các anh em rồi thì anh tôi phải điềm đạm lại. Liên quan cái sự gì? Để cái sự vui nhộn đó nhường cho tất cả mọi người. Hôm nay đeo mắt kiến là thấy ngộ ngộ rồi đó. Thật sự thì đằng sau cái lớp mắt kiến này nó có một cái nỗi đau, nhưng mà mình thôi mình đừng nhắc tới. Đúng rồi, thôi không sao. Đeo mắt kiến nổi bật quá loại. Hả? Người chơi tiếp theo đã có Huỳnh Quý thì sẽ có Huỳnh Lý. Thiệt luôn á, đọc liếu lưỡi luôn. Nhà sẽ được giới thiệu diễn viên Quỳnh Lý. Xin chào quý vị khán giả đến xem chương trình Truy Tìm Cao Thủ. Mong là ngày hôm nay Quỳnh sẽ có cơ hội để thắng anh Tú thêm một lần nữa. Tại mùa trước có thắng một lần rồi, không biết anh Tú có nhớ hay không. Nhưng mà chắc mùa này anh Tú cũng vẫn sẽ nhường em Út nữa thôi. Chết thật. Dạ. Lần trước là em hên thôi. Dạ em hên thôi. Đúng. Lần này cũng vậy. Và bây giờ thôi thì đã có ba gương mặt anh tài rồi, không thể nào thiếu gương mặt còn lại. Cuối cùng xin được giới thiệu diễn viên MC Lê Nguyên Bảo. Tôi xin được gửi lời chào đến anh Minh Sù cùng với tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Truy Tìm Cao Thủ. Cái lần trước thì là đứng vị trí số 1 đã thua rồi, cũng hy vọng là cái lần này quay lại vị trí này thì lại may mắn. Dạ. May mắn hơn. Lại là số 1 đó. Lại là số 1 luôn. Nhưng lần trước không chiến thắng đi về đúng không? Lần đúng. Này số 1 là loại trước cũng vậy thôi. Ừ. Thôi nói như vậy cho vui. Nhưng mà chúng ta phải dựa vào 4 thẻ quyền năng tuần này mới tính. Đó. Cao thủ. Đây chính là nhân vật nguy hiểm nhất, là người biết đáp án cho tất cả mọi câu hỏi. Tuy nhiên, để che giấu thân phận thực sự của mình, họ có thể sử dụng chiến thuật trả lời sai để đánh lừa ba người chơi còn lại. Khi trả lời sai, họ cũng sẽ bị trừ 1/2 điểm số của câu hỏi đó. Chuyên gia cơ hội lấy trọn số điểm của cao thủ cho riêng mình nếu cao thủ bị loại. Những người chơi khác sẽ không được cộng số điểm này của cao thủ. Người hoán đổi. Khi bắt đầu cuộc chơi, người hoán đổi chọn một người chơi bất kỳ trong 3 người còn lại. Nếu người chơi này bị loại, người hoán đổi sẽ được chức năng của người chơi đó, kể cả chức năng cao thủ. Phong tỏa. Khi bị loại, số điểm của người này không bị chia đều cho những người chơi còn lại, mà sẽ được bảo lưu để so sánh điểm với những người chơi còn tồn tại đến vòng cuối cùng. Với cao thủ, nếu có thể tồn tại được đến vòng cuối cùng thì sẽ được cộng thêm 100 điểm vào quỹ điểm của mình. Trừ cao thủ, ba nhân vật còn lại chỉ được sử dụng quyền năng của mình một lần duy nhất theo chiến thuật của mình để nâng cao số điểm. Trung tưởng. Trộm, trộm, trộm. Dạ từ điểm đó luôn đi. Từ điểm đây luôn nha. Thôi bây giờ anh bóc cho em cái nào lấy cái đó luôn. Rồi đồng ý. Okay, đồng ý. Ai cũng đã từng có kinh nghiệm rồi. Thôi thì như vậy, năm mới anh chúc mấy đứa dồi dào sức khỏe. Dạ, chúc mọi anh điều thuận lợi, suôn sẻ, may mắn, hanh thông anh nha. Rồi dấu vô. Như thường lệ, từng người sẽ coi để ba người chơi kia đoán. Nhìn cái sắc thái. Ok ok. Anh Quý coi trước nha. Quý nếu khó thấy ra lấy luôn cho mọi người thấy giùm cho. Thấy không? Quý thấy rồi. Thấy rồi. Quý thấy rồi. Xong. Diễn như không diễn. Đúng. Tại vì không có gì để diễn. Đúng. Còn em? Em diễn nét sitcom. Sitcom. Hài hước à, nãy giờ trịnh trọng lắm á. Sao? Quỳnh, Lý. Em diễn nét Edicap. Ồ, gì? Nguy hiểm nha, nguy hiểm nha. Rất là dễ thương. Nào,
Thôi bây giờ mọi người diễn quá rồi mình khỏi diễn được không? Ok anh. Rồi xong rồi đó. Nguy hiểm luôn. Lý đi. Loại. Đúng không anh? Loại. Chưa có gì để loại. Chơi những vòng thi sau đi rồi hẳn loại. Trước khi chơi, hãy nhận một món quà từ trái tim anh. Anh gửi tặng mỗi đứa 50 điểm. Dạ. Rồi, có điểm mà chơi nha. Vòng đầu tiên sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Vòng đầu mang tên Your Team.